Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Thì hôm nay Happy sẽ nuôi rồng ở trong thế giới rồng nha các bạn ơi. Nè, thì Happy có hai cái trứng nè. Một là cái trứng gọi là rồng robot nè. Và tiếp theo là cái trứng thường mà các bạn thấy nè, là nở ra cái trứng gọi là trứng rồng. Mà trứng rồng nước á, hay trứng rồng gì Happy cũng không đó biết. Đó là trứng rồng gà, tôi nhìn như trứng gà vậy Happy. Tạc ơn ạ. Hello, mấy con nghe rồng nha. Đó kìa. Tôi đang thử nghiệm coi mấy chỗ này để không đồng là cái gì. Chứ tôi mới vô cái thế giới rồng. À nè, tiền của Happy. Tiền hả? Đúng rồi, Happy lại đây Happy lấy tiền á. Nhưng mà tiền. Đâu có được. Nè, nhưng mà đó, Happy sẽ xây lên nè. Ồ, cách nào Happy xây vô vậy? Đó, rồi wow. Xong, bây giờ Happy sẽ đợi cho tiền nó hồi lại nha. Ồ, trời ơi, có một bé đồng con màu đỏ đây nữa nè. Đúng rồi, dễ thương không? Nhưng mà tại sao, ồ, có tiền thêm nè. Đúng rồi. 20 đồng. Nhưng mà tôi không lấy được, Happy lấy được không? Được, Happy mới lấy được chứ. Đâu Happy lấy à? Ồ, Happy lấy được. Tại sao tôi không có chơi được, tôi không có làm được gì trong này à? Tại vì kangaroo phải đi tìm nhà chứ. Bởi vậy tôi đi tìm mấy cái trống cổng nào mà kiểu như là vàng vàng á là mới là mới lấy được. À, được đó. Rồi, tôi thấy ngôi nhà của tôi rồi. Ở đâu vậy? Đây, nhà của tôi kế bên nhà Happy luôn. Qua đây nè. À, thấy rồi. Đó, nhà tôi bên này nha. Okay. Rồi, tôi xây nhà tôi đây. Đầu tiên là xây không đồng á. Đầu tiên thì tôi sẽ xây lên một cái nhà máy sản xuất gấu bông. Gấu rồng, gấu bông rồng. Mấy cái này gấu bông hiện bộ. Không, này là sản xuất quặng, quặng rồng. Đúng rồi. Rồi, ok luôn. Đó, để 90 đồng á thì tôi sẽ nâng cấp tiếp theo là tôi sẽ nâng cấp cái máy này tiếp đi. Để em đi chặn cái nhà lại. Để trong cái thời gian mà chút nữa nâng cấp á, tụi mình đi quýnh thử mấy con slam đi. Tôi thấy mấy con slam ở ngoài nó ghê lắm á. Slam màu tím á chứ gì. Đi không? Nhưng mà đợi Happy xây nhà xong đi. Ok, để luôn. À, nâng cấp lên được con rồng phun lửa nè, nó sẽ phun cho. Nè, Happy làm được nguyên cái đường đi luôn. Thử Happy giàu quá vậy. Thì mình lại mình lụm tiền đi. Ok, lụm tiền luôn. Rồi nâng cấp cái đường đi phải không? Đúng rồi. Nâng cấp cái đường đi. Ủa tôi nâng cấp thành cái rồi. À, có một cái sân khấu à. Nâng cấp sân khấu. Chúc Happy nâng cấp Happy. Happy có sân khấu không hả? Đúng rồi. Ui, Happy nhanh đó. Đó, ây da. Ui, Happy trứng Happy nở nè. Ủa trứng nở rồi. Ê, con gì đây? Trứng màu gì? Ủa lộn khủng năm. À, một con cua màu vàng. Con rồng chứ Happy luôn. À, dễ thương quá nè. Qua coi đi kangaroo. Đâu, để tôi qua tôi thăm rồng thử coi. Chỗ này là chỗ trồng cây nè. Đó, tôi sẽ nào? Chọn rồng robot. Rồng robot. Đâu. Wow, đẹp quá giờ. Đúng rồi. Con rồng gà mà tôi nói phải không? Đúng mà rồi. Nó đâu có con gà đâu. Trời ơi, vậy tôi phải nuôi nó được. Tôi mới đầu biết tại sao không? Robot. Sao hả? Mình phải nâng cấp hết luôn. Mình phải nâng cấp cỡ Happy á. Nè, nâng cấp cái này lên đi. Ồ, phải nâng cấp lên rồi. Là mới nở được cái trứng. À. Đó. Ok luôn. Hay không? Hay quá. Để Happy đợi. Happy đợi tiền cho nó tăng lên để Happy lấy. Nè, có mấy con rồng này nó phụ Happy làm việc nè. Mấy con rồng này giỏi không? Happy ghê quá à. Ghê à. Chơi hay quá. Trời, Happy phải lấy hết tiền. Rồi, tôi sẽ đi nâng cấp tiếp. Nâng cấp rồi. Rồi, ok, tôi có rồng rồi. Rồng con gì vậy ta? Để Happy qua xem nha. Rồi, con y hệt Happy luôn. Ủa? Con mồi y hệt Happy luôn hả? Ừ, yeah, chúng ta nuôi cùng một loại rồng mà. Nhìn đứng giống nhau. Ê, nhìn nè, Happy gian trí, chỗ này nè. Cái nào? Mình có thể đi vô chỗ Noel hả? Ê, lại chỗ Happy. Đâu? Đi qua nhà Happy nè. Nhà Happy hả? Đúng rồi, là nhà Happy đi qua gọi là cái thế giới tuyết với Happy nè. Ủa đâu rồi, canh luôn rồi ta. Đây, tôi đây nè. Đi, thấy không, đi vô chung. Vô trước. Không được. Ủa? Không. Ê, chị đi lại đây Happy chỉ nè. Gì? Kangaroo ở trước cửa kangaroo á. Kangaroo sẽ thấy liền. Thấy cái mà để không đồng á, kangaroo đi lại. Như nào? À không, cái đó tôi biết rồi. Không, mà giờ đi nè, Happy quýnh slam nè. Mình giờ mình có tiền rồi. Nhưng mà đợi Happy sẽ đúng rồi, đi quán slam đi. Tôi muốn cho rồng tôi tiến quá lên thử. Hơi rồng quýnh phụ nè, rồng mạnh lắm luôn á. Rồng tôi quýnh 10 đam luôn. Ghê à. Slam nè. Rồi slam đã bị rồng của tôi đánh bại rồi. Ủa đánh sao ạ?
Thì chém chém nó thôi. Ủa Happy chém không được ta? Lại gần nó mới chém chứ. Ủa mà tôi chém bình thường mà. Nè Happy lại gần nè. Đó. Ôi nó quánh Happy đau. Dạ. Rồi để tôi nha, tôi bảo vệ Happy nha. Happy bấm số 1 lại thử coi. Hả? Cái gì? Happy bấm số 1 lại thử coi. Nè Happy chém được chưa? Chứ tôi bình thường tôi cũng chém được nè. Ở đây nè, được rồi nè. Đúng rồi. Rồi được rồi. Ê, cái ống của tôi sắp lên cấp rồi. Rồng tôi sắp cấp rồi, Happy quýnh con đấy. Dạ đau à. Còn tôi sẽ quýnh con bên này chờ. Rồng tôi sắp lên cấp. Happy cũng mới được có một nhất à. Ừ. Đau quá nó mất. Rồng của tôi sắp lên tiến quá cấp 2. Hãy xem rồng tôi tiến quá nha. Tôi quýnh một con slam nữa là tôi tiến quá nè. Dạ nè. Thế hả? Ừ. Xem đây. Đâu để Happy coi. Rồng của tôi chuẩn bị tiến quá. Rồi lên level 2. Ủa không có chuyện gì xảy ra vậy? Không căng cơ. Ủa tôi lên level 2. Tôi lên level 2 chứ không phải gồng tôi. Đúng rồi. Ôi da, ôi da, ôi da, ôi da, đau, đau, đau quá. Hình như là mình nâng cấp nhà rồng nó mới lên cấp hay bây giờ. Bây giờ Happy sẽ đi về nhà Happy nâng cấp tiếp. Coi tiền của Happy nó lên chưa. Quánh, 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 quánh. Nè Happy quánh không được, tại ta nó đánh Happy. Happy đánh không được, nó đánh Happy được. Ủa nhà tôi nâng cấp quá chừng thứ luôn. Rồi. Có chỗ cho rồng uống nước nữa nè. Đã chưa ạ? Happy nâng cấp đi, Happy biết liền à. Ok. Nâng cấp, nâng cấp, nâng cấp. Ủa nè, con rồng ngủ nữa. Đúng không? Ui, làm ra một cái chỗ biến tới nơi khác luôn nè. Bây giờ xây chỗ biến nè. Đó. Wow, bây giờ tôi có thể đến thành phố khác rồi. Vui. Nhưng mà đợi Happy, Happy phải đi kiếm tiền nhiều nhiều. Không, như đây Happy kiếm tiền nhiều đây đủ rồi. Tại vì Happy có 500 mấy lần, 579. Thì sao Happy không nâng cấp đi? Nè Happy cũng có hai chỗ đi đi nữa nè. Ừ, đó là qua thế giới khác nhưng mà tôi phải farm, farm tiếp thôi, farm slam tiếp thôi. Ủa sao em gặp tôi nó chạy kìa. Đó, tôi phải cho gồng của tôi tập luyện nhiều vô, quánh bại nhiều để hầu vô. Okay. Đó, gồng tôi sẽ tiến quá mạnh thiệt mạnh luôn. Ủa sao lại hai cửa đây ta? Sao lại cái cửa này ở giữa đúng không? Ô, Happy ơi. Vậy. Mình có thể nâng cấp vũ khí của mình lên luôn á. Ồ, đã hả? Ừ. Nhưng mà cần tiền nha. Cần tiền. Ui, nè Happy cũng có nè. Ủa, cái đó là shop rồng á. Để tôi về tôi nâng cấp giống Happy rồi. Tôi cũng có shop rồng á. Shop rồng. Đúng rồi. Xong, thêm một chỗ này nữa. Ồ. Ồ, Happy có kiếm nè. Đúng rồi, đúng rồi. Kiếm... Ủa kiếm xịn chứ. 100 đồng mới được kiếm xịn nha. Nhưng mà xịn. Ai mà muốn cái kiếm này á phải mua bằng robot lận ha. Ừ, cái kiếm rồng bên kia màu vàng phải mua bằng robot. Đúng. Ê, để hai bên. Có cái ở trong nhà Abby chưa có nâng cấp luôn á. Đi vô cái chỗ rồng á sẽ thấy. Ừ, robot 400 ha. Đúng rồi. Tôi cũng đang tính mua đó nhưng mà thôi bây giờ tôi sẽ đi kia trước, đi phân quái chứ phân quái cũng được tiền á, Happy có biết không? Biết rồi, nhưng mà đợi Happy trước. Rộng tôi lên level 2 luôn rồi nè. Tí thì qua thế giới khác không? Đi chứ. Qua thế giới khác farm. Ủa rộng tôi quýnh con slam bay quá xa luôn. Ừ. Bây giờ Happy để dành tiền. Farm có tiền á Happy, farm tiền nhiều quá. Ủa mấy con này nó chạy không à? Ủa Happy quánh không được mà nó quánh Happy quá chừng mà. Lại gần nghe quánh. Nè. Happy kiểu yếu quá. Đây, để tôi nha. Con em mất máu sẵn á. Tôi quýnh luôn. Quýnh luôn. Chồng tôi sẽ farm thiệt nhiều. Tôi sẽ farm thiệt nhiều. Cái đó là 400 bốn chợ. 400 đồng. Em ấp rồi hả? Hả? Em ấp chưa? Giờ ấp nè, rồi ấp xong rồi đó. Rồi, tôi cũng ấp luôn. Ở đây 300 nữa. Ui, nhà máy gấp đôi lên. Thêm một con rồng nữa. Đúng rồi. 200 đồng. Đủ luôn. Tôi ấp tiếp. Happy, bây giờ Happy đợi tiền. Happy nghèo không tôi rồi. Tại vì nãy giờ Happy đi farm mà nãy giờ Happy farm mất máu quá chừng. Ủa chấm thì đáng chơi gì Happy đó? Farm mà Happy không quýnh nó được. Happy không có luyện rồng. Ủa luyện rồng nữa hả? Ừ. Đó tôi luyện rồng liên tục nè nên tôi có nhiều tiền lắm. Happy không có đánh được đó. Thiệt luôn á. Hay quá à. Không biết sao. Đó đó nè. Nè thêm một cái lò nữa. Đúng rồi. Rồi để thêm một con rồi tới nước. Mình phải ráng làm thiệt nhiều cái mình nâng cấp lên Happy. Nâng cấp cái nhà máy rồng lên cái mình rồng của mình sẽ lên level thiệt nhiều quá. Rồi nó tiến quá luôn. Ok. Rồi để em đi nâng cấp. Mộ tới 330 lần. Chưa đủ. Đấy sắp đủ rồi. Rồi đủ. Bây giờ qua đây nâng cấp. Ok rồi. Xong. Tới con nữa nè. Chưa đủ nên bây giờ Happy ra Happy quýnh. Thôi Happy đi qua khu tuyết nha. Qua khu tuyết chơi.
Huy qua chứ em. Ủa Huy qua khu tuyết mình có thể xây nhà. À xây nhà bên khu tuyết kiếm tiền thêm. Đúng rồi, mấy chỗ kia mình cũng có thể xây nữa. Ok, à, để tôi qua khu tuyết luôn. Nhưng mà mình không cần tiền đâu. Nè có chỗ cần tiền rồi nè. Bây giờ mới có chỗ lấy tiền. Đó. Ui da kẹt rồi. Rồi sao? Ok, ra được rồi. Ở bên đây thì có tiền riêng luôn. Đã ghê. À tiền của khu tuyết. Cái này là hộp quà, là hộp quà để em tặng á. Ừ. Đó, Happy lận. Bây giờ Happy đem lại tới 80 lận. Chưa có đủ. Nên mình nâng cấp cái này trước. Thôi bây giờ mình nâng cấp thì mình nâng cấp hết luôn một chỗ đi. Rồi hãy đi qua chỗ khác ha. Ừ. Đi. Bây giờ qua hết giờ hồn. Giờ. À, Happy biết rồi. Nãy giờ được quá trình tiền luôn nè. Mấy ngàn luôn hả Happy? Không, không phải mấy ngàn nữa. Tôi mấy ngàn luôn nè. Đã chứ à. Ừ, quá giàu luôn. Ghê vậy. Đó, làm được nguyên cái đường rồi nè. Rồi tôi up tiếp. Ấy có nông trại nữa nè. Nông trại nữa hả? Ừ. Đã vậy. Tôi xây ra được cái trang trại rồi. Vui quá à. Happy cũng đang chuẩn bị xây nè. Đi bây giờ Happy ra ngoài Happy xây nè. Đó. Ồ chưa đủ. Nè nãy giờ Happy được 750 nè. Quá chừng tiền luôn nè. Trời ơi nhanh vậy. Ừ. Hay quá ta. Tại vì Happy nâng cấp á nên làm nhanh hơn á. Rồi giờ Happy up thử cái chuồng của Happy coi được chưa. Cái chuồng á. Để Happy lấy tiền nhiều nhiều cái. Ê Happy được mấy ngàn luôn rồi nè. Ồ Happy được có ngàn à. Đó. Bây giờ Happy sẽ đi up lên. Wow. Rồi 200. Chồng của tôi lên level 3 rồi. Ghê vậy. Đó. Level 4. Wow. Đã với ta. Level 4 luôn hả? Ừ. Tổng Happy level mấy rồi? Level 1. Để bây giờ Happy đánh mấy con này nha. Đây nè, đây nè, Happy đánh được rồi nè. Ui, 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 ui. Happy đánh á, Happy có tiền. Happy nâng cấp vũ khí mạnh lên Happy. Ok. Nhanh hơn á. Đó nè. Happy đánh được rồi nè. Happy lợi đánh tiếp. Đó. Thôi có nút về nhà nhanh nữa. Thì có ở đâu hả? Cái nút về nhà nhanh là cái nút hôm á Happy. Hôm, hôm là nhà. Là biến về nhà đó. Đó. Ồ, tôi xây ra cái nông trại mới rồi. Happy sắp lên level nè. Ôi nông trại nhiều đồ lắm á Happy. Happy biết rồi, nhưng mà đợi một chút để Happy nâng cấp. Ủa Happy đánh nó được nữa. À đánh như thế này nè mới dễ. Đó, mình phải quay như thế này mình đánh nè. Quay cái hướng vô mặt nó như thế này nè mới đánh được các bạn ơi. Đánh nó ơi, trời nó còn có 30 máu à. Cái câu này Happy phải đứng như nè, Happy đánh nó mới chịu nha bạn. Rồi đi về nhà thôi. Woo. Hay không? Rồi để Happy nhận tiền cái. Ôi Happy có mấy ngàn luôn rồi nè. Nãy giờ Happy đi Happy không để ý thôi có mấy ngàn luôn. Đã quá chừng. Đó, nâng cấp lên. Nâng cấp lên. Nâng cấp lên. Nâng cấp nữa. Ồ hết rồi, tiền rồi chưa đủ. Bây giờ Happy vô nhà Happy thì mình lấy tiền. Nè được 270 rồi. Căn ra đâu đang ở mát nào vậy? Thì tôi cũng đang ở ngoài, tôi đang quýnh quái nè. Tôi đang siêng năng chăm chỉ làm việc nè. Happy tưởng đâu là ở mát cũ chứ. Ôi map cũ nè Happy. Là cái map này nè. Ừ. Ủa map này đúng hả? Ừ map này luôn. Tưởng nó qua map khác rồi. Tôi lên level 5 luôn rồi, gồng level 4 rồi. Đã như ạ. Ừ. Vui quá ạ. Tôi sẽ cho gồng tiến quá thiệt nhanh luôn. Nãy giờ Happy được 1.000 tiền rồi nè. Nên bây giờ Happy sẽ nâng cấp nha. Nãy giờ Happy đi lấy tiền quá chừng luôn nè. Đó nâng cấp cái chỗ được. Ơi nâng cấp Happy còn có 300 nè. Ui vừa đủ luôn. Đó. Cái này là cây táo nè. Bây giờ Happy đi lấy nè. Ủa kangaroo nâng cấp hết luôn rồi hả? Ừ nâng cấp hết trơn rồi. Vậy kangaroo đi qua chỗ tiết đi. Đi qua chỗ tiết nâng cấp đi. Ui tôi qua được thế giới mới luôn rồi. Đã chứ ạ. Để bây giờ Happy. Ui cái con rồng này nó cứ đẩy Happy đi hoài à. Tức ghê. Đó 500 lận. Nên bây giờ Happy phải đi lấy tiếp. Đủ chưa? Rồi ok 500. Bùm. Ồ gì vậy? À nâng cấp nóc luôn rồi. Rồi Happy đã có nóc rồi. Nhà phải có nóc. Không có nóc là mưa. Mưa gió tạt vô nhà. Bây giờ Happy phải phải lấy tới 300 tiền lận. Bây giờ Happy sẽ đi win boss nha. Đi win boss để nâng cấp mấy cái con này. Ủa không đi đánh mấy con slam chứ. Này slam. Hello slam. Đánh mấy tôi con. Tôi lại cái ca ếch nè. Bây giờ Happy sẽ bắn mấy con slam này để gọi là lên level. Ơ mà Happy lên level 2 rồi. Level 2. À, ôi da. Gì? Đây, hồi nãy cái con nó đánh Happy. Đây, đi lại đây. Happy lên level cao quá ta. Nhà tôi. Ủa? Không, nhà bạn khác. Nhà bạn nè, nãy bạn quýnh tôi nè.
Chị bạn chơi kỳ dữ. Ừ, bạn em bật BB nào. Để tôi quýnh bằng các bạn chạy này giờ nè. Thôi. Ủa sao bật lên được? Cái màu đỏ, cái màu chỗ màu xanh á. À, bật lên. Bạn chạy trốn này thấy không? Hai bạn chạy trốn không? Hèn. Ê, đừng có quýnh bằng đó, tôi giỡn thôi. Chứ bạn khác hả? Gì vậy? Chứ bạn nói là bạn khác hả? Không, thì đúng bạn đó rồi, bạn quýnh tôi. Nhưng mà có điều tôi giỡn, tôi không quýnh bạn đó đâu. Nhưng mà sao mà ống máu của bạn nó còn có một chút mà. Thì quýnh thôi, bạn hết máu rồi, sợ quýnh bạn nó chết. Bạn nó ngẫm thì bạn nó cũng về nhà được vậy. Thì kệ, nhưng mà mình tha cho bạn đó đi. Ờ, đúng rồi. À, đánh được rồi nè. Hờm, piu. Về nhà hết đồ nâng cấp luôn rồi Happy ơi. Ê, Happy có 3.000 luôn nè. Ừ, thì nâng cấp hết đi. Happy nâng cấp thử, Happy thấy hết chỗ nâng cấp luôn rồi. Đi lên lầu nữa nè. Ủa, lên lầu nâng cấp nữa mà. Ủa, đúng rồi, lên lầu. Tôi quên. Lúc nãy tôi nâng cấp cái lầu xong tôi quên. Hít, lên lầu luôn. Nên bây giờ Happy cũng lên lầu. Leo bậc thang lên. Sao không xài thang máy hay là cầu thang kia làm cái này nhìn tôi không biết rồi có lên lầu không á. Đúng rồi, Happy cũng nghĩ vậy là không có lầu luôn á. Piu. Đi xuống. Piu piu. Đi lấy tiền tiếp thôi. À, cái chỗ sản xuất mới. Đâu? Tôi nâng cấp ra chỗ sản xuất mới rồi. Ở trên lầu hả? Ừ. Vui à. Ừ, giàu quá mà. Vui quá à. Thôi tôi ra tôi pha mấy con bọ hung. Nè, ủa Happy cũng có nè. Ừ. Happy thử pha bọ hung đi. Pha bỏ hôn ở đâu ạ? Ở cái chỗ mà cái cổng dịch chuyển á Happy. Ok, cổng dịch chuyển màu nào ạ? Đi lại là nó tự dịch chuyển à. Màu nào? Cổng lá cây á. Ok, rồi xong. Rồi nó chỗ bỏ hôn đó, đi ra. Nè, mấy con này là mấy cái cơn mà bỏ cánh cứng. À, bỏ hôn á. Bỏ hôn á hả? Ừ. Hay là mấy con bỏ kia ta? Ôi, con bỏ hôn nó bị dính cái gì trên đầu à. Bị con slam ngồi lên đầu điều khiển á. Ồ vậy hả? Ừ, mấy slam ác rồi. Này bị đánh nó đột tức ghê á nè. Tôi lên 6 rồi, level 6 luôn, level 6 never die. Level 6 never die. Thấy đánh được. Đó thấy không, tôi lại rồi, quýnh được liền. Không phải. Nè Happy rồi nè. Đâu Happy thử quýnh rồi. Nè đi ra nha. Quýnh. Bấm vô nó đi Happy, bấm vô con nó luôn. Bấm vô con nó cũng bị vậy. Nó Happy mới quýnh nó ra. Đây nè. Ui da, sao đánh không được ta? Hi. Quắm phải quắm nó đâu không á. Ủa? Nè Happy đánh được con bọ hôn rồi nè. Đáng ghét nè, con bọ hôn bị con slam điều khiển. Đó, tội nghiệp con bọ hôn quá nhưng mà Happy vẫn phải đánh á. Đánh nó. Ui. Ui. Nè kangaroo. Thấy Happy ghê không, ghê không? Rồi, tôi thấy Happy hết đánh rồi. Nè Happy đang đứng đánh nè. Đó, ủa đánh hết được nữa rồi. Tôi nghĩ là chuột của Happy có vấn đề rồi. Thích quá rồi. Ừ, tôi nghĩ chuột Happy có vấn đề rồi. Lên cây đứng cho mất bụng. Đâu quên cây. Tôi về. Đâu quên Happy. Hôm về Happy, nâng cấp nhà thôi. Ờ, đúng rồi. Giờ tôi leo lên tôi nâng cấp nhà để sản xuất nhanh hơn. Thấy Happy không? Happy vừa nhảy vô nhà cái Happy bụp liền, nghe không? Nghe tiếng không? Nghe tiếng bụp không? Ừ. Là Happy á. Thế cái này để nó sản xuất từ từ mình có thể AFK được luôn á Happy. Ờ, đúng rồi. Mấy gồng tự làm việc, tôi tưởng tượng là nếu mà tôi đi ngủ phá cái tôi thức dậy cái thu hoạch thiệt là nhiều luôn. Gồng sẽ cho tôi 10 tỷ điểm. Sẽ cho mấy cái gọi là tiền á. Đúng rồi, 10 tỷ tiền. Oh my god. Bạn thấy nâng cấp cái kho lên không có làm được gì à, cần robot không à. Ừ. Nãy giờ Happy treo đã được mấy ngàn. Ủa, đã được mới có 1.000 à. Nên bây giờ Happy sẽ đi lên lậu Happy nâng cấp nha các bạn ơi. Happy nâng cấp cái mà 1.000 này nè. Nâng cấp nè. Các bạn ơi, ngày hôm nay Happy đã nâng cấp xong ở dưới nhà rồi. Thì bây giờ Happy đã nâng cấp ở trên lầu được rồi nè. Và nếu như mà các bạn thích cái em rồng của Happy á, thì hãy nhớ like và share cho mình nha. Giờ thì chúc các bạn một ngày mới vui vẻ nha, bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.